Kính thưa toàn thể vị, và nói tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một ca khúc nhạc chế được mang tên Đã Nhậu Đừng Đi Xe. Và với ca khúc này, xin quý vị cho anh đời của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, sau tiếng hát của anh đời là tiếng hát của Hồng Đậm và Minh Trang chuẩn bị. Sáng mai mình nghỉ làm, suốt ngày làm như trâu, rồi thì tôi đâu mà sao không thấy thấy à. Ôi cuộc đời này lo nhiều làm gì, chỉ cần là tay sai. Cuối cùng em ơi, cuối cùng cho em ghé, sao mà vẫn lên té. Không nhậu mấy bữa rồi, cái giò tôi buồn quá, hết đợt bia, hết đi mà thiếu mồi, thiếu mồi thì kêu thêm, mình chơi nguyện đêm, mình cho tới sáng sáng xa. Không cần gì chỉ cần một, chỉ cần đi xe. Đi! Tối nằm lại gai, sáng mai mình nghĩ là suốt ngày làm như trâu, rồi thì tôi đâu mà sao không thấy à. Ôi cuộc đời này lo nhiều làm gì, chỉ cần tại sai cuối. Xin cảm ơn tiếng hát của anh rất là nhiều.